Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu những cái dòng máy ép chậm mà bên em đang bán. Thì trước thì bên em có giới thiệu một vài những cái dòng máy gọi là máy ép nhanh, thì hôm nay là bên em giới thiệu lại những dòng máy ép chậm. Thì đây là những dòng máy nhập khẩu trực tiếp ở Hàn Quốc hoặc là nhập khẩu trực tiếp từ Úc và từ Đức. Thì ở đây thì đại diện có một số dòng như là dòng Biochep và dòng Huro, và một dòng nữa là dòng Kuvin. Thì bên em đang bán rất là nhiều tại Việt Nam, ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên em nhận bảo hành sửa chữa tất cả những cái dòng máy của Biochep, dòng Huro, dòng Kuvin. Biochep thì bên em có nhận bảo hành sửa chữa những cái dòng máy như cái dòng này là dòng Biochep đời đầu, thì nó có đời đầu là đời ra năm 2015, và bây giờ hiện thời thì Biochep có hai loại là Biochep 66 và 888. Thì bên em nhận bảo hành và sửa chữa tất cả những cái dòng máy này. Thì dòng máy thứ hai là dòng Urom. Urom thì ở đây thì có hai dòng. Dòng Urom đây là Urom HAI đang bán trên thị trường, và kia là dòng Urom máy màu trắng là Urom HAA. Thì những dòng Huro này thì công suất là đều 150W hết. Thì bên em đang bán những dòng này và cũng nhận bảo hành tất cả những dòng này luôn. Huro thì trên thị trường bây giờ có 3-4 loại. Thì bên em đang bán ở Việt Nam thì thứ nhất là dòng Huro HAA là dòng này. Huro HAI dòng này, Huro H100, H101EZ và Huro HZ. Thì những cái dòng đấy là bên em đang bán tại Việt Nam. Thì những cái dòng này thì dòng Huro này thì bên em cũng nhận bảo hành và sửa chữa. Thì đối với những cái hàng mà bên em bảo hành thì bên em bán trực tiếp cho khách hàng, thì bên em sẽ nhận bảo hành lại và bảo hành miễn phí theo chính sách của hãng. Còn những cái dòng mà Huro hoặc là Kuvin thì bên em cũng nhận sửa chữa hết tất cả những cái dòng máy của Kuvin, Huro, Biochep hoặc là dòng Tefal, Bosch của Đức. Thì bên em cũng nhận bảo hành và sửa chữa luôn. Đấy, thì những cái dòng mà bên em Huro hoặc là Kuvin hoặc là Tefal và Biochep mà không do bên em xuất ra, tức là anh chị có thể mua ở những cái siêu thị hoặc là những cái chỗ khác, thì máy nó hư hỏng thì bên em vẫn nhận sửa chữa bảo hành nhưng mà có tính phí. Cái thời gian bảo hành hoặc là sửa chữa những dòng máy thì thông thường nó kéo dài khoảng, đối với tùy vào lỗi, thông thường kéo dài từ 1 ngày cho đến 3 ngày. Đấy, một số trường hợp mà bị hỏng nặng hoặc là động cơ hỏng motor thì có thể kéo dài 1 tuần. Tất cả những cái dòng này thì Huro, Kuvin và Biochep bên em đều bảo hành sửa chữa hết. Thì Kuvin thì trên thị trường là có những cái dòng C7000 là đang bán và khá là nhiều ở Việt Nam. Thứ hai là dòng Kuvin C600. Thứ ba là dòng Kuvin. Evo 820. Và trước đây thì có những dòng Kuvin 120, Kuvin NS120, NS321, NS668, NS721. Thì tất cả những dòng đấy thì bên em đều có linh kiện và phụ tùng thay thế hết, sửa chữa bảo hành theo chính sách của hãng. Thì đối với những mặt hàng bên em xuất ra, còn mặt hàng các chị mua ở chỗ khác thì bên em vẫn nhận chứng nhận sửa chữa có tính phí. Đặc biệt là những dòng máy mà nhập khẩu ở nước ngoài về, các chị xách tay mua ở nước ngoài về thì bên em cũng chịu chứng nhận sửa chữa được hết. Thì tùy vào trường hợp, tùy từng trường hợp có tính phí. Như những dòng này thì nó chỉ hỏng cái cảm biến và hỏng một IC trong bộ bảo mạch. Thì bên em đã tháo động cơ ra và đang cho sửa cái thay cái bức cảm biến mới của cái khóa từ và cái IC của cái men chính. Và cái này thì là bị cháy động cơ. Thì những dòng Huro và dòng Kuvin này thì có cái đặc điểm chung là máy rất bền, nhưng mà thường là động cơ không có chống nước, có lớp ngăn nước trên nó rất là nhỏ thôi. Đây, nước bên trên này chúng ta xem nó rất là nhỏ, cho nên nước nó có thể chảy vào động cơ trong quá trình chúng ta đang ép, nhưng mà máy thì rất là bền.
chép thì nó có chức năng chống nước và động cơ trong và ngoài, thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ bền hơn. Dòng này bao chép được có cũ, trên thị trường bây giờ có cái dòng bao chép 666 và 888, thì hai model đó là hai model mới nhất. Uno thì bên em cũng đang bán 4 loại, thì phổ biến nhất là cái dòng HA này và dòng H100. Cái dòng HA này thì nó có thêm một cái về cơ bản cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau hình dáng, và Uno HA thì đã cải tiến thêm một cái gọi là cái con dao cắt trái cây. Nghĩa là trong quá trình nhét thì nó sẽ cắt trái cây nhỏ ra và cắt các rau nhỏ ra. Trước khi chúng ta cho vào nhét thì nó sẽ hiện tượng mà kẹt và tắt máy. Tắt thì nó sẽ ít hơn. Thì cái máy này, đối với máy này thì bên em đã nhận sửa chữa dòng cái này này. Thì bên em nhận sửa chữa là cái này, máy này thì đang cháy động cơ, cháy cái cuộn dây này. Và máy không hoạt động, tình trạng bên em đang cho đi mặt, gọi là thay lại động cơ khác. Đấy, còn cái máy này thì BioCheck này thì vẫn hoạt động bình thường. Trước đây thì nó có bị kẹt máy, bị tắt cái này không tháo, khách hàng không tháo này được, nên em nhận tháo cho khách hàng thôi. Nếu có trường hợp tháo máy ra thì bên em sẽ tháo, nếu tháo được thì bên em sẽ tháo miễn phí tất cả các dòng máy Udon, Puin hoặc là BioCheck, Puin C7000 hoặc là Tefal hoặc là những dòng của Bốt, thì cũng tương tự như này, thì em sẽ tháo ra và bảo hành, sửa chữa, gọi là nó bị kẹt thì em sẽ sửa chữa tháo ra miễn phí thôi. Còn nếu mà hỏng thì nó tùy theo điều kiện thì em sẽ sửa chữa theo cái mức phí của cái linh kiện nó bị hỏng. Vâng. Em xin kết thúc video ở đây, và anh chị nào là có nhu cầu là mua những dòng máy Udon, máy Cuvin, máy BioCheck, gọi là mà dòng máy ép chậm nói chung, dòng Tefal hoặc là dòng Bốt của Đức, thì máy ép trái cây cao cấp, thì hãy liên hệ nhanh chóng liên hệ với bên em, hoặc là những khách hàng đã mua dòng máy này đã dùng rồi, máy có thể phát sinh hư hỏng hoặc là bị lỗi gì đó, thì nhanh chóng liên hệ với bên em theo số điện thoại em để ngay tiêu đề và dưới phần mô tả. Thì là bên em nhận sửa chữa và bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì địa chỉ thì bên em để nghe ở dưới phần mô tả, hoặc là liên hệ với số điện thoại bên em ngay dưới phần mô tả, thì bên em sẽ phản hồi lại cho anh chị khi mà nhận được máy của anh chị mang đến bảo hành hoặc là sửa chữa. Anh chị liên hệ mua máy mới thì cũng liên hệ với em theo số điện thoại em để dưới phần mô tả. Thì bên em đang có tất cả những dòng máy này, bên em đang đều có Udon, Cuvin và BioCheck, Tefal và Bốt, thì bên em đều có những cái chính sách khuyến mại. Hiện nay đang có chính sách khuyến mại, đặc biệt là những dòng Udon và dòng Cuvin thì đang có chính sách khuyến mại rất tốt, rất là lớn. Còn dòng BioCheck này thì cũng đang khuyến mại. Thì đối với những dòng ép chậm này thì chất lượng máy thì rất là tốt, thì anh chị cân đối giữa dòng này và dòng ép chậm này và dòng ép nhanh trên thị trường. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các anh chị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.